Xin chào các bạn. Hôm nay shop máy bơm mini 68.com chúng tôi giới thiệu với các bạn một số cái dòng bơm nước năng lượng mặt trời không chổi than 24V. Là những cái dòng bơm chìm và bơm nổi. Thì ngày hôm nay thì shop máy bơm mini 68.com giới thiệu với các bạn hai loại dòng bơm không chổi than chạy điện 24V, chạy ắc quy hoặc là pin năng lượng mặt trời. Công suất lớn. Thì đây là hai cái dòng bơm mà shop cung cấp. Thứ nhất là cái loại dòng bơm nổi thì nó có cái thiết kế như cái loại bơm gia đình của chúng ta. Dòng bơm này thì có cái cột áp, có cái công suất của nó là dòng điện 13A này nhân với lại điện áp 24V lên thì các bạn tính ra công suất của nó rơi vào khoảng 280W. Cái chiều cao đầy của nó là 28m. Lưu lượng là 25 lít trên phút và ống ra là 1 inch, tức là ống phi 25. Đây là đầu ống ra này. Đây là cái giỏ mồi của máy bơm. Đối với máy bơm này thì cái giải điện áp của nó hoạt động khá là rộng, cho phép nó hoạt động từ khoảng 18 đến 45V. Tức là cái dòng bơm không chổi than này thì nó có cái bộ điều khiển này, nó cho phép chúng ta sử dụng cái điện áp giải rất là rộng. Vì vậy các bạn có thể đấu trực tiếp với những cái tấm pin năng lượng mặt trời. Khi vì cái điện áp của tấm pin nó thay đổi rất là nhiều khi mà cái thời tiết nó nắng nóng khác nhau. Cái dòng bơm chìm tiếp theo là dòng bơm chìm 24V, 24V đến 48V. Dòng bơm này chạy điện áp cũng khá là rộng như thế là chiếc bơm nổi này. Đây là dòng bơm thì có cái lưu lượng của nó là tối thiểu là 5m³/giờ. Tức là khi mà chúng ta sử dụng điện áp 24V thì là cái lưu lượng tiêu chuẩn của nó là 5m³/giờ. Và con bơm này thì nó đẩy cao tới 13m. Còn ống ra của con bơm này thì nó đi theo ống này là thì nó cho hai ba loại đầu ống ra. Đầu ống phi 50 này, đầu ống phi 34 này và đầu ống phi 25 này. Rất là tiện dụng và máy dây theo máy bơm thì rất là dài. Đây là cái dòng bơm chìm thì khi các bạn sử dụng cái điện áp khoảng 36V thì lưu lượng của nó đạt khoảng 8 khối/giờ các bạn nhé. Và chiều cao đầy của nó rất là tốt. Và những cái dòng máy bơm không chổi than này thì các bạn biết rồi là nó rất là bền bỉ, chạy liên tục 24/24. Nó không như một số dòng bơm chổi than thì cái tuổi thọ của nó kém hơn dòng bơm chổi không chổi than này. Vì vậy cái giá thành của những cái dòng bơm không chổi than này thì nó cũng đắt hơn, cao hơn so với những dòng bơm chổi than trên thị trường. Và đặc biệt là nó có cái bộ điều khiển động cơ nằm tích hợp trong máy bơm, nó khác so với những cái dòng chổi than là nó không có bộ điều khiển. Và những cái dòng bơm không chổi than thì cái điện áp hoạt động của nó nằm trong cái giải rộng, nó cho phép là có thể là hoạt động trong cái biên độ điện áp nó thay đổi nhiều. Nó không như cái loại dòng bơm chổi than. Dòng bơm chổi than thì nếu như 24V thì chúng ta mặc định là 24V thì nó mới bảo đảm độ bền được. Còn nếu như mà quá 24V đến 36V thì cái động cơ của nó không bảo đảm về độ bền. Đấy. Thì đây là những cái dòng bơm mà cái thời gian vừa qua shop máy bơm mini 68 chúng tôi cung cấp cho các bạn trong cái việc ứng dụng trong việc tưới tiêu rồi là bơm nước sinh hoạt. Đặc biệt là những cái khu vực không có điện lưới, chúng ta phải sử dụng tới bình ắc quy hoặc là những cái tấm pin năng lượng mặt trời. Và để mua những cái sản phẩm này thì các bạn đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ trực tiếp qua hotline 0386898366, website maybơmmini68.com. Xin cảm ơn trong thời gian vừa qua các bạn đã luôn luôn ủng hộ kênh của shop và tin tưởng đặt mua những cái sản phẩm về sử dụng và đã có những cái phản hồi rất là tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.